Cầu này sập đó, cái cầu nó sập đây nè. Cầu này sập đây, giờ đi qua là phà. Đây các bạn, đây này cũng có việc đi xuống huyện một quá các bạn. Đây Hữu thấy cái cầu sập này, Hữu quay cho các bạn xem nè. Này, đây là cái cầu dân dây bắc qua xã Bình Phong Thạnh với lại huyện một quá mới. Bên kia là trung tâm huyện quá mới các bạn. Đây, sập ngay đoạn này, mới vừa lên cúp cầu rồi mà. Đây. Này cũng chưa được sửa chữa. Cái cầu dân dây này được xem là cái cầu dân dây lớn nhất bắc qua sông Vàm Cỏ Tây các bạn. Đây, ở tỉnh Long An. Đây. Chiếc xe này nè các bạn, xe chở quá tải trọng này, xe màu vàng này nè. Hỏi dùm cho các bạn xem đó, chiếc xe này nãy xe chạy có tốc độ qua cây cầu nè, làm sập cây cầu. Đây hiện nay không có cầu không qua được, hiện nay có sắp xếp phà xuống dụng miễn phí cho bà con các bạn. Giờ đây là cái cầu duy nhất bắt qua con sông Vàm Cỏ Tây đi qua huyện Mộc Hóa các bạn, nên là mọi người đi qua đây cũng rất là đông nữa bạn. Thì theo Hữu được biết thì cái cầu này được khởi công năm 2014 các bạn và được hoàn thành năm 2016 với tổng số vốn ban đầu là 20 mấy tỷ các bạn. Nói cho đến nay thì cái cầu này chưa được 10 năm do chiếc xe chạy quá tải trọng các bạn. Cái cầu này được tải trọng 5 tấn à. Mà cái xe này hả, đây tải trọng gấp mấy lần cái cầu luôn. Cũng may là nó sập ở đây chứ mà ra ngoài giữa đoạn cầu xong thì rất là nguy hiểm chứ mà. Sập ở ngoài kia thì rất là nguy hiểm. Đó thì đó là một vài thông tin mà Hữu chia sẻ với bạn á. Hữu có công việc đi xuống với huyện Quá này nè. Hữu đi ngang đây, Hữu ghé Hữu quay cho các bạn xem. Vượt tải trọng nó thì sập thôi chứ sao. Bạn thấy bây giờ chiều rồi mà mọi người đi qua cũng rất là đông nè. Sập mé bên xã Bình Phong Thạnh các bạn.